Truyện tranh Cậu bé rồng tập 15 Con thuyền ma. Dẹp hết mấy ông đạo sĩ với mấy trò bùa phép vớ vẩn đi. Lần này ta sẽ đánh nước Nam bằng sức của mình, không cần mấy đạo sĩ nữa. Gọi đại tướng Thiết Tư vào đây cho ta. Mấy lần trước ta đi đường bộ qua đó không được, lần này ta dùng đường thủy. Ông mang 5 vạn quân theo đường thủy đánh thẳng vào kinh đô của chúng. Phải tiến quân thật nhanh để chúng không kịp phòng bị. Tâu hoàng thượng, đã bao lần ta dùng thủy binh rồi, nhưng có thành công lần nào đâu. Ông phải thành công lần này, rút kinh nghiệm các trận thủy chiến trước để thành công. Các ông rút kinh nghiệm cho ta nghe đi. Quân Nam thường đóng cọc nhọn xuống đáy sông, giả vờ thua rồi bỏ chạy, dụ thuyền của ta vào bãi cọc. Vậy thì ta đừng đuổi theo khi chúng bỏ chạy. Ta đợi thủy triều xuống xem sao, rồi mới tiến. Nếu thấy cọc, ta sẽ tránh. Vậy là ta có thể vô hiệu hóa kế đóng cọc của chúng. Tiến quân! Đã vào sông Bạch Đằng, chuẩn bị chiến đấu. Chúng lại cho thuyền nhỏ ra dụ ta kìa, đừng hòng dụ ta lần nữa. Tấn công! Rút lui! Dừng thuyền tại chỗ, chờ thủy triều xuống xem sao. Nhát như thỏ không dám đuổi theo à? Ừ, nhát mới sống thỏ. Thủy triều xuống. Á, có cọc dưới sông. Á, vướng cọc rồi, tướng quân ơi. Ha ha, ta biết các người rút kinh nghiệm, không đuổi theo, nên ta cấm cọc ngay chỗ các người dừng lại, không đuổi theo cũng vướng vào cọc. Tính sau đây thưa tướng quân, thủy binh của họ sắp tấn công. Tính gì nữa, treo cờ trắng đi. Không chấp nhận đầu hàng. Sao vậy, luộc chiến tranh cho đầu hàng mà, tính giết hết của đạo quân của chúng tôi sao? Mấy ông đông như kiến, gạo đâu mà nuôi. Thà mang đấy, leo lên bờ rồi về nước đi. Hả, thua nữa hả? Đánh trên bộ cũng thua, đánh dưới nước cũng thua là sao? Thần có cách tiêu diệt thủy binh của chúng. Lại dùng bùa phép nữa à? Đạo sĩ quân sư, đánh lại phép của thằng bé rồng không? Thần vừa có một phép mới, thần sẽ bắt hết thủy binh của họ. Ừ, cho ông thử lần này nữa đấy. Lần này mà không được, ta cho ông về quê làm thầy bói kiếm ăn. Biến! Tướng quân cho hạm đội đi sau thuyền của tôi. Thủy binh của giặc lại tiến vào cửa sông rồi. Ta đã cho đóng cọc nhiều gấp 2 lần trước, chúng không thể tiến vào được. Thuồng luồn một mắt, hãy dọn sạch cọc dưới nước cho ta. Vút! Bãi cọc của mình bị ai phá tan hết rồi. Hết cọc rồi, tiến vào. Phản công tổng lực. Tấn công! Á! À. Rột! Rột! Âm! Vút! Âm! Lui lui nhanh đi! Thằng bé rồng may quá! Rắc! Ạc ạc! Chúng còn ít thuyền thôi! Tấn công! Rột! Dừng lại, nước bị đứt khúc. Ha ha, chiếc thuyền của đạo sĩ quân sư không còn đường rút lui. Bắn. Quay đầu, rút lui. Rột. Nước phía sau cũng bị đứt rồi, mình bị kẹt rồi. Ta đang đứng trên một cột nước. Ói, ói. Rột. Nó hút mất cái cột nước rồi. Cha mẹ ơi, hai bên là vách nước. Chạy lên bờ, về nước. Lên bờ hết chưa để ta phá thuyền. Âm. Sửa đóng quân xong, giờ tới ngươi. Vút. Âm. Ha ha. Bùm. Âm. Các chú lên xuống hết cho con mượn chiếc thuyền. Vút.
Bùm. Rọt. Hừ, lại là cái bóng mà bắn không được. Bùm. Rầm. Cháy cháy. Âm. Ông tìm gì vậy? Thằng rồng. Nó kia kìa. Bùm. Vút. Âm. Trời đánh ông đạo sĩ quân sư, mắc mớ gì ông bắn bọn tôi? Bắt được ông rồi. Da. Binh. Rắc. Gừ. Chát. Khè. Ui ui, nóng quá. Xuống biển chữa cháy. Đừng hòng trốn thoát. Binh. Người mới đừng hòng thoát. Biến. Ói ói, đừng kéo giảm ta ra, gãy xương. Bức. Đồ con sâu tò xác vô dụng. Hừ, thật ra nó không vô dụng, nó giúp lão đạo sĩ trốn thoát rồi. Hít, ăn nói thế nào với hoàng thượng đây, mình sẽ bị đuổi về quê làm thầy bói mất. Phải tìm cách bắt thằng rồng để lập công chuộc tội. Được rồi, ta sẽ nhờ tay quái thú Đông Hải bắt nó. Biến. Sao huyệt của lão quái thú Đông Hải kia rồi. Âm. Có đứa quái rối. Bắt nó. Binh. Âm. Đại vương ơi, có thằng nhỏ phá sao huyệt của ta. Thằng nhỏ nào to gan thế? À, thì ra là thằng rồng. Ta với người có thù oán gì mà người phá nhà ta? Buồn tình phá nhà ông chơi để giải khoai thôi. To gan, mày chết với tao. Da, chát. Bóp. Gừ, dám đánh vào đầu ta, mày tới số rồi. Phụt. Ông không bao giờ xúc miệng à, hôi quá. Wow, đã đánh ta lại còn xúc phạm ta. Vút. Binh. Đùa bấy nhiêu đó thôi, tôi về nha. Đuổi theo bắt cho được nó, ta sẽ đem nó nấu lẩu. Trở lại nguyên hình. Nó đâu? Chào đại vương, có chuyện gì mà ngài giận dữ vậy? Ông có thấy thằng rồng không? Nó vừa phá nhà tôi. Tôi vừa đánh nhau với nó đây, nó cũng vừa phá nhà tôi. Nó chạy vào bờ rồi, ông với tôi vào đó bắt nó. Một mình tôi đánh không lại. Đâu có được, tôi không được phép lên bờ. Tôi mà lên bờ thì quyền phép của tôi tiêu mất hết. Nếu thế thì để tôi dụ nó xuống nước. Phải đó, ông dụ nó xuống nước đi. Ông về nhà đợi đi, tôi sẽ dụ nó đến tận nhà ông. Phải bắt nó trị tội mới hả giận. Ông xem kìa, có một chiếc thuyền lớn, hình như nó không có người điều khiển. Nó bị giạt theo chiều gió, tới gần xem sao. Đúng là không có ai trên thuyền, để tôi lên xem. Không có ai cả, những hồn gì thế này? Rắc. Ôi trời vàng. Hồn nào cũng đầy vàng bạc châu báu. Ông ơi, trời cho mình giàu rồi, lên đây xem. Á. À. Tỉnh dậy đi cha, thấy vàng chứ có phải thấy ma đâu mà xỉu. Hốt vàng đi. Á. À. Ghe của ông dậu kìa, sao lại không có người? Ông dậu ơi. Xem kìa, chắc ông dậu leo lên chiếc thuyền đó rồi, leo lên xem. Đâu có ai đâu. Xem này, vàng. Á. À. Không biết chuyện gì mà đêm qua cả chục ngư dân bị mất tích ngoài biển, ghe của họ thì vẫn còn nguyên. Không chừng họ bị yêu tinh dưới biển bắt đấy. Còn tới đó xem sao. Không thấy gì cả, mình sẽ đợi tới tối. Có vật gì sắp hiện ra? À, thì ra là con thiền ma, không lừa được ta đâu. Hừ,
Mai dùng vàng dụ ngư dân lên đây rồi bắt đi, chỉ cần liếc ngang ta cũng đã hiểu sự việc. Ai là chủ con thuyền ma này, mau bước ra đây. Hừ, quấn chặt dữ ha. Ta không chết ngộp đâu mà nhận ta xuống nước. Thằng rồng đây này, đại vương, bắt nó nhanh đi. Thì ra là ông đạo sĩ quân sư biến thành con thuyền ma. Bắt nó. Gia. Binh. Ói. Chát. Có sóng thần, chạy lên bờ đi. Chờ gì nữa, xông vào đi. Thôi, tụi tôi không xông đâu, ai xông thì xông đi, tôi về. Tôi cũng về. Gừ, quân chết nhát. Hết quân rồi, ông đánh phía trước, tôi đánh phía sau. Tránh ra, chả cần ông. Chát. Binh. Xoáy nước. Ao ao. Đập vào núi cho ta. Ha ha, nó tiêu đời rồi. Ai bảo âm làm nó tiêu đời, tôi muốn bắt sống nó mà. Bắt đầy ông đấy. Chát. Bốp. Đạo sĩ quèo mà dám chống lại ta, chết này. Chát. Nó còn sống. Rạc. Gừ. Hoan hô đại vương. Dẹp, đừng có định. Người dám đánh ta, ta sẽ không tha cho người đâu. Đợi đấy. Biến. Hoan hô cậu bé rồng. Dẹp, đừng có định. Tôi sẽ tính với ông sau. Kẻ nào gây náo loạn Long Cung vậy? Hít, tôi phe nào đây? Trốn thôi. Long Vương ơi, bắt lão đạo sĩ ấy giùm tôi. Chát. Đâm. Ngươi hãy tới mách nhỏ cho Tiểu Thiên Long biết điểm yếu của quái thú. Biến. Vút. Dù hắn lên bờ, hắn sẽ bị mất hết phép lực. Vút. Ha ha, đánh không lại ta tính chạy hả? Binh. Vút. Ô, tự dưng nước dâng cao thế này. Ta phản công đây. Dồn hắn vào chỗ nước giả cho mình phun ra. Tính đẩy ta lên bờ hả? Còn lâu. Nước rút. Rào. Á, ta đang ở trên bờ. Ông là con mực ma à? Món này tròn gỏi ngon lắm đây. Xin tha mạng, tôi hứa sẽ đi tu. Tôi giao ông cho Long Vương xử đấy. Chết người với ta, dám giấy binh làm loạn ở Long Cung. Giao lão đạo sĩ lại cho cậu đây. Huề nhé, tạm biệt. Xin tha mạng, tôi cũng sẽ đi tu. Những ngư dân và các thuyền của thủy binh ông đã nuốt đâu? Thả ra ngay nếu muốn sống. Tôi làm sao mà nuốt được họ? Tôi dùng cái túi phép này để nhốt họ. Ra đi. Thả cho ông đấy, đi đi. Bốp. Bốp. Cậu trời xấu, đi đánh nhau mà không rủ tớ đi với. Binh. Không rủ cả tôi nữa, trời xấu. Hai người có biết chiến đấu dưới nước đâu mà bảo tôi rủ đi. Bạn bè gì hở tí là đánh nhau, trời xấu. Hi hi, xấu cả làng.